Đây là bàn tay siêu VIP cấp Pro của tháng. Và đây là móng tay siêu cấp VIP Pro của tháng. Bàn tay của thắng đẹp không? Móng tay của thắng đẹp không? Thắng thấy mọi người bảo là cái bàn tay này của thắng giống cái bàn tay của con gái. Và cái bàn tay này của thắng này là cái bàn tay búp măng non. Có một cái vết môi đốt ở đây, thắng rất là ghét luôn. Dạo này mưa nhiều, môi nó đốt suốt ngày, đốt từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Hello, xin chào mừng bạn đã quay trở lại kênh Channel mình và mình là Thắng đẹp trai. Cái biệt danh đẹp trai này không phải là tự đặt đâu, mà là các bạn đặt ra cho Thắng. Các bạn cứ comment là anh Thắng đẹp trai, anh Thắng xinh trai. Thắng nghe nó có vẻ cũng hợp lý, nên là Thắng lấy luôn cái biệt danh đó, Thắng đẹp trai. Thắng vừa mới khoe cái bàn tay của Thắng cho tất cả các bạn xem đó, cái bàn tay của Thắng có đẹp không? Và cái video ngày hôm nay nó cũng liên quan tới cái bàn tay này, nhưng mà gọi liên quan tới móng tay hơn. Đó chính là người có móng tay dài nhất là người chiến thắng, chứ không phải là người có móng tay dài nhất là ác quỷ đâu nha. Thắng ra ngoài đường thấy đa số các bạn nữ đều để móng tay dài, có đâu các bạn nam thì ít hơn, nên là tất cả các nhân vật trong cái trò chơi này đều là cái nhân vật nữ. Ok các bạn ơi, thì bây giờ Thắng phải giúp tất cả các bạn nữ ở trong cái trò chơi này lui được móng tay dài. Và không phải móng tay dài để làm đẹp nha, mà là móng tay dài cũng có thể làm vũ khí được nữa. Let's go. Rồi, trời ơi, sao gặp ngay cái bạn nữ này, sao bạn nữ ấy da đen thế vậy các bạn nhỉ? Không, bạn ấy đứng ở láng này mà không sợ đen à? Không nói lằng nhằng nữa. Ê cậu, ôi, bây giờ phải ăn cái móng tay. Các bạn thấy chưa? Móng tay dài còn tiêu diệt mấy cái bạn nam kia luôn. Đó, những cái bạn cơ bắp này. Wow, mà tránh xa mấy cái lưỡi dao này ra nhá. Mấy cái lưỡi dao này là nó ăn hết cả móng tay luôn. Hai bạn nam, bốn bạn nam. Rồi, còn hai bạn nam ở cuối là không thể xẹt được. Phải móng tay dài nữa thì mới xẹt được. Nhận ngay 1.001 đô. Ui, chưa cả chơi mà đã có 1, 2, 3, 4, 5 cái móng tay để ăn rồi nè. 1, 2, 3, 4. Wow, dài chưa? Đến chỗ này mà không ăn được móng tay dài là ngã luôn, thật một phát xuống dưới mặt đất luôn. Wow. Oh my god, cái màn này là người ta cho Thắng ăn vàng này các bạn này. Không làm gì mà không có vàng để ăn luôn. Wow. Chưa gì mới vô game thôi mà đã có 16.000 tiền vàng rồi chứ. Wow, chỗ này vàng nó sẽ phải hình trái tim luôn nè. Tới đích luôn. Wow, lần này là móng tay dài ngoạc đến những cái anh chàng X3 luôn. Đó, 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 X3 luôn. Đấy gọi là chết vì gái. Chết vì gái là cái chết tê tái. 2.005 kim cương. Ok. Chưa gì mà quê, sẹt bắp. Thấy chưa, thấy chưa? Ui dồi ôi, đã quên mất một cái móng tay rồi. Hai cái anh chàng này nè, thằng này quên mất mấy cái móng tay luôn. Hai cái anh chàng này thiệt mạng luôn. Đó, cho anh chàng này. Này thì cầm điện thoại nhìn nè. Như kiểu là cầm điện thoại nhìn nhưng mà không biết có phải là nhìn điện thoại hay không. Ui, tránh xa ra. Thích nữa là bị mất móng tay. Bây giờ là cần phải đi qua cái cây cầu này này các bạn này. Giữ thăng bằng nha, chứ không phải là các bạn nhìn thắng giữ này đâu. Giữ thăng bằng đấy, các bạn chơi các bạn cảm nhận được. X1 này, X2 này. Ui dồi ôi, sang X3. X3 là hơi bé, không biết là có xẹt được không. Đấy, người ta bắt mua nhân vật mới nè. Thắng có nhiều tiền rồi nên là không phải xem quảng cáo. Thắng vào shop. Đây, có rất là nhiều nhân vật luôn. Bây giờ là Thắng sẽ chọn cái nhân vật. Wow, đây là nhân vật VIP à? À đâu, nhân vật VIP ở bên này nè. Ôi, nhân vật VIP là toàn những kiểu nhân vật rồi như kiểu siêu nhân này, đội trưởng Mỹ này, các kiểu luôn. Nhưng mà mình không có tiền nên là mình chơi nhân vật thường thôi. Đây, nhân vật này. Wow, chị này da cũng hơi đen đen. Cái lúc mua thì da không đen, nhưng cái lúc mua xong thì da thành đen xì luôn. À, trượt qua cầu. Ấy giời ơi, mình mãi xẹt cái anh đại ca kia nên là đừng có đổ nha. Xong, qua được chỗ này rồi. Bye bye hai anh chàng. Cứ nhìn điện thoại nè, nhìn rồi là xẹt hết luôn. Trời ơi, mình ăn nắm vàng quá, lại hai anh chàng lại bye bye. Wow, lại giống thôi đi tận đâu. Thôi xong lại bye bye anh chàng này rồi. Về tới đích rồi anh em ơi. Nhiều vàng quá. X1 này, X2, X3, ok. Lại về đến sàn diễn quẩy cùng anh chị em. 1.810 tiền vàng, quán này được hơi ít. Nào thì anh chàng này này, cứ đi vào anh chàng nào này thì thiệt mạng luôn. Wow. Đến cái chỗ mà tay rồi giải tay bình thường cứ bấp phải, móng tay phải cứng lắm thì mới vượt qua được cái chỗ đấy. Xẹt xẹt. Lại về tới ngọc đích, người ta làm hơi ngắn. Ok, wow, được skin mới nè.
nhưng mà tiếc quá không bật mạng nên là không xem được. Thắng sẽ vào shop thử một cái skin khác nha. Đây skin này đi, cái em buộc tóc hai cái đuôi này. Ok, em này thì da trắng này. Wow luôn, cắt từ trăm mặt của các bạn ạ. Wow, đến lúc này móng tay của mình ngắn quá nên là tọt một phát xuống dưới mặt đất luôn. Lại nha, phải cố ăn được cái móng tay bên kia nữa. Đó, wow, vừa ăn được này vừa xẹt được luôn các bạn ạ. Ui, 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 vừa hay là đủ móng tay luôn, thích nữa là rơi xuống đấy. Bây giờ đi qua cái cầu này. Nào, chúng ta mảng sang bên phải, sang bên phải, sang bên phải. Đó, ok. Ok, trời ơi, mất móng tay rồi các bạn. Ui, trời ơi, ván này được móng tay ngắn quá. Xẹt được mỗi một anh chàng X1. 655 tiền này, được ít tiền quá. Mặt này mặt tặng tiền này các bạn ơi. Bao nhiêu vàng luôn này. Oh my god, bao nhiêu vàng luôn các bạn ạ. Móng tay dài quá, không cần di chuyển luôn. Bây giờ thắng cứ nhả tay này, nó vẫn tự ăn được luôn. Bởi vì móng tay này quá là dài rồi, không cần di chuyển nữa. Đấy, móng, wow. Wow, trời ơi, mình không di chuyển, chắc mình tọt rơi xuống. Wow, đây nè, lúc bay là cũng có móng tay ăn luôn. Wow, wow, quãng đường ăn vàng là có quãng đường dài nhất X3 luôn. Lại về sàn diễn cuối cùng mấy anh chị em 1500. Bây giờ thắng có nhiều tiền rồi, ta sẽ mua skin, mua nhân vật khác. Vào shop này 10.000 đô để mua một nhân vật các bạn ơi, random này quay. Ui, quay đúng cái chị da đen. Cái chị da đen mông to. Đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, đen xì da mà chị ấy đứng ở chỗ này là cái này rồi đen thêm. Cái lúc mua đấy các bạn xem nha, các bạn nhìn này. Đây, cái lúc ở cửa hàng thì da nó hơi ngăm ngăm đen thôi, nhưng mà đến ra cái lúc chơi thì da nó đen xì luôn. Người ta lừa đảo mà cũng là mua hàng kiểu gì không biết, cũng là lừa đảo mua hàng trên mạng không khác. Nhưng mà lại được nhiều anh chàng đẹp trai quá. Úi giời ơi, trẻ mấy anh chàng này là thành trăm mấy. Thắng chỉ đấy trẻ mấy anh chàng này thôi. Rồi thắng quên không ăn cái móng tay các bạn ơi. Rồi thắng sẽ chú ý ăn móng tay cho nó dài nữa nha. Wow, bây giờ nó... Wow, thắng sẽ mua thêm một cái nhân vật nữa. Vào shop này, random 10.000. Quay vào em nào đây. Ôi giời ơi, lại quay vào cái em da đen này. Thắng cái tên ngày hôm nay quay toàn vào cái em da đen này thôi. Không biết là bây giờ ra ngoài chơi thì có đen xì hơn như này không. Ui giời ơi các bạn ơi, các bạn nhìn trong shop này. Đấy, cái em này nhìn nó hơi ngăm đen, nó vẫn trắng trắng thôi. Thế mà đi ra người này lưng đen xì luôn. Đúng là lừa đảo mà. Lần sau mà mua phải em trắng là ra ngoài chơi trắng hồn đấy. Thắng cố gắng cày tiền nha, để tí nữa có nhiều tiền để mua cái em trắng trắng. Bây giờ không biết là làm xoẹt làm tất đôn mấy cái anh trai này được nhiều tiền hơn hay là ăn móng tay được nhiều tiền hơn này. Chắc là ăn một cái vàng kia thì được nhiều tiền hơn này. Mà thắng chơi bằng một tay luôn nhá, không cần chơi bằng hai tay. Ui mẹ, đến qua cái cầu này, qua cái cầu này, nghiêng sang bên phải các bạn ơi, nghiêng sang bên phải, các bạn nghiêng sang bên phải ha. Bên phải, ok, được rồi. X1, X2, X3 luôn. Đại ca, wow, skin này mới chất nè, nhưng mà phải xem quảng cáo cơ. Đây rồi các bạn ơi, thắng hy sinh xem một lần quảng cáo để cho các bạn xem cái skin mới nè. Skin thiên thần, không phải thiên thần. Cái gì mà đối với thiên thần nhỉ? Skin ác quỷ. Skin ác quỷ sẽ tiêu diệt mấy cái đại. Wow, có nhiều. Wow, có bao nhiêu là chàng trai luôn này các bạn nè. Đói, đến cái vòng này là vòng ăn tiền rồi. Nhắm mắt này các bạn được tiền thôi. Oh my god các bạn ơi. Wow, nhiều tiền vàng quá, kéo nhiều tiền cổ vàng quá là mày phải nó bị đời. What, sao tại vì sao móng tay của thắng dài như vậy mà thắng bị rơi xuống vậy? Wow, cái mà nó nhiều tiền quá thắng có bị giật này. Cẩn thận cái đoạn lúc nãy nha, thắng không hiểu tại vì sao nó bị rơi xuống. Wow, nhiều tiền thì nó kêu sướng hết cả tai luôn. Đấy này các bạn này, đoạn này không hiểu tại vì sao mà bị rơi xuống này. Kiểu nó không điều khiển giọng của nó. Cái skin này là skin nữ siêu anh hùng nha. Trong cái gì mà Wonder Man ấy hay là gì thắng quên mất tên rồi. Cầm cái dây mà phim cũng phải dài ơi là dài ấy.
Hôm nay thì bà ta sẽ cầm một móng tay dài phi. Wow, cái màn này lại là cái màn ăn tiền rồi các bạn ơi. Chơi từ lễ giờ mà toàn là cái màn ăn tiền thôi. Công nhận là chơi cái game này được nhiều tiền xã hắn mọi người. Chưa gì mà được 20.000 tiền mà mở tháng 1 skin liên tục luôn. Wow. Bây giờ thằng con tiền rồi, thằng sẽ vô mua skin lần cuối. Xem là người ta còn lừa thằng nữa không. Sớp. Bây giờ còn 4 cái skin thôi. Unlock nè. Mở. Wow. Đồ đó. Vào cái em này trắng trắng nè. Trắng trắng là tin tưởng ấy nhá. Đi lại. Ôi giời ơi các bạn ơi, trắng như thế mở ra ngoài lại đen như thế này luôn. Mua tiếp một lần nữa. Random nè. Quay tiếp. Ôi giời ơi, em này cũng trắng nhá. Các bạn nhìn nè. Úi giời ơi, giật cả mình luôn. Trắng như vậy mà sao ngoài đen xì luôn. Thôi tạm dừng. Không chơi nữa, mua cái em trắng như thế mà mua về sau đen xì. Cái này thì đứng đâu mà chơi nữa. Thôi đánh kết thúc cái video luôn ở đây. Lúc nào mà Thắng mua hàng giống với người ta mô tả thì anh sẽ chơi tiếp. Còn bây giờ, tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.